Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định số 174 công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu 10 năm phát triển thành phố từ đô thị loại 3 lên đô thị loại 2, hoàn thành một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2015-2020 mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đã đề ra. Kế thừa thành quả đó, thành phố Bến Tre tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư phát triển hướng đến mục tiêu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030. Nhiệm kỳ 2015-2020 á, thì trong cái nghị quyết của tỉnh ủy thì xác định sẽ đưa thành phố Bến Tre từ đô thị loại 3 lên đô thị loại 2. Thì để cụ thể hóa cái nghị quyết đó thì ý tưởng đầu tiên của Ban Thường vụ tỉnh ủy là xây dựng nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật để phát triển cái đô thị loại 2. Thì tôi nghĩ đến cái việc đầu tiên hết á, là cái cơ sở của cái nền tảng đó là sẽ xây dựng thành phố thông minh, mà bắt đầu là cái hệ thống đèn chiếu sáng. Thông qua cái sự giúp đỡ của Hội Tự động hóa Việt Nam, mà cụ thể là anh Nguyễn Quân và anh Dương Nguyên Bình, thì chúng tôi đặt vấn đề với tập đoàn Rạng Đông giúp cho Bến Tre. Theo chủ trương của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre lựa chọn Hội Tự động hóa là đơn vị tư vấn về việc thực hiện đề tài thành phố thông minh, dự án mô hình tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng thông minh. Một trong những dự án quan trọng đã được triển khai là dự án đầu tư cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED, ứng dụng công nghệ IoT, nền tảng xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Bến Tre. Với tư cách là một đơn vị tư vấn, Hội Tự động hóa Việt Nam thấy rằng là sự lựa chọn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và thành phố Bến Tre về cái hệ thống chiếu sáng thông minh đô thị, chúng tôi thấy là rất đúng đắn. Đây chính là bước đi đầu tiên trong việc xây dựng một cái dự án về thành phố thông minh theo tinh thần của Nghị quyết Bộ Chính trị, Nghị quyết số 52 về một số giải pháp để chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và cũng là thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi nghĩ rằng đây nó sẽ sử dụng những cái sản phẩm công nghệ thế hệ mới của nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, và những giải pháp công nghệ mà Bến Tre sẽ được sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sắp tới tích hợp thêm những công nghệ khác, xây dựng thành phố Bến Tre trở thành thành phố thông minh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Được chủ trương của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và được sự giúp sức của Hội Tự động hóa Việt Nam, thành phố Bến Tre cũng đã kết hợp dùng cùng các chuyên gia của Hội Tự động hóa Việt Nam và công chuyên gia của công ty cổ phần phích nước Rạng Đông khảo sát lại hiện trạng của thành phố. Từ đó đề xuất ra giải pháp quản lý đô thị bằng IoT, xây dựng nền tảng thông minh và trước mắt là quản lý hệ thống chiếu sáng bằng công nghệ IoT. Đây là nền tảng trong tương lai để thành phố tích hợp các cái tiện ích quản lý thông minh khác như là giám sát an ninh, rồi phản ánh hiện trường, rồi các cái quản lý thông minh lĩnh vực giáo dục, y tế, nhân dân. Lúc bấy giờ, trên địa bàn thành phố Bến Tre có tổng cộng hơn 7.467 bộ đèn, được phân bố trên 89 tuyến đường. Chỉ tiêu về độ chói, độ đồng đều, không đáp ứng quy chuẩn, không đảm bảo chất lượng chiếu sáng cho người tham gia giao thông. Sử dụng loại đèn sodium và metan halide công suất từ 100W đến 250W cho hầu hết các loại đường, không phân biệt bề rộng lớn nhỏ. Điều này gây ra lãng phí năng lượng điện. Tổng công suất tiêu thụ điện năng toàn thành phố trong một đêm 8.252 kWh. Tuổi thọ bộ đèn thấp, tăng chi phí bảo trì bảo dưỡng. Từ kết quả khảo sát thực tế đó, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre với sự tư vấn của Hội Tự động hóa Việt Nam, công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bến Tre lập hội đồng kỹ thuật, lên ý tưởng công nghệ, thiết kế, lắp đặt mô hình mẫu, phân tích hiệu quả kinh tế kỹ thuật, xây dựng dự án tiền khả thi, xin chủ trương đầu tư hệ thống chiếu sáng thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, an ninh an toàn cho người dân, phát triển du lịch và là nền tảng phát triển đô thị thông minh. Giải pháp công nghệ được lựa chọn là hệ thống đèn đường thông minh sử dụng công nghệ Internet vạn vật, Internet of Things, IoT do công ty Trạng Đông thiết kế, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 50 đến 70%. Chip LED Citizen chuyên cho đèn LED chiếu sáng đường
có tuổi thọ lên tới 70.000 giờ, là nguồn sáng tối ưu cho kỹ thuật chiếu sáng, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh việc giảm ô nhiễm chiếu sáng và nâng cao an toàn chiếu sáng cho đô thị, giải pháp cũng giúp xây dựng hạ tầng truyền thông, điều khiển thông minh, từ đó triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng với chi phí thấp như giao thông thông minh, hệ thống quản lý xe buýt thời gian thực, cảnh báo ô nhiễm môi trường, quảng cáo thông minh, góp phần xây dựng mô hình thành phố thông minh. Từ cuối năm 2017, thì thành phố Bến Tre cùng với các sở ban ngành đã tổ chức nhiều các cái buổi hội thảo chuyên đề để xây dựng cái đề án cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED, sử dụng công nghệ IoT cho chiếu sáng thông minh. Đến tháng 5 2020 thì dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt. Tham gia trong cái hội đồng kỹ thuật và tư vấn thì chúng tôi nhận thấy là các cái giải pháp kỹ thuật đã được lựa chọn là rất hợp lý, và chúng tôi cũng hài lòng về cái năng lực triển khai của các đơn vị tham gia. Theo dự án được phê duyệt, tổng số tuyến cải tạo là 83 tuyến, trong đó dùng trung tâm với 37 tuyến đường. Hệ thống đèn đường LED ứng dụng công nghệ IoT, giám sát và điều khiển từ xa từng đèn. Dùng gian với 46 tuyến đường, hệ thống đèn đường LED ứng dụng công nghệ IoT, điều khiển tại tổ và giám sát từ xa từng cụm đèn. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng LED sẽ được kết nối và quản lý từ phòng điều khiển và giám sát hạ tầng đô thị thông minh thông qua hạ tầng mạng thông tin di động GNS. Công nghệ chiếu sáng dựa trên nền tảng kỹ thuật số, kết nối dạng vật, thỏa mãn mọi yêu cầu về ánh sáng, hiệu quả cao về năng lượng. Hơn 60 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Trạng Đông đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về sản xuất các sản phẩm nguồn sáng LED, hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED 4.0. Đầu tư cho các dây chuyền hiện đại và cho hoạt động nghiên cứu, phát triển kỹ thuật công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. Đèn LED sử dụng cho hệ thống chiếu sáng thông minh tại Bến Tre thuộc nhóm sản phẩm LED công suất cao, hoạt động ở môi trường với điều kiện khắc nghiệt. Do đó, sản phẩm được thiết kế một cách bài bản và kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong quá trình sản xuất. Rạng Đông đã dùng phần mềm hiện đại nhằm xác định nhiệt độ và phân bố nhiệt của đèn LED, tối ưu hóa cấu trúc vỏ để tản nhiệt tốt nhất, lựa chọn được chip LED phù hợp nhất, đảm bảo màu sắc ánh sáng, thông quang và phân bố cường độ ánh sáng đèn phát ra. Cùng với nghiên cứu thiết kế một cách bài bản, Trạng Đông đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, thực hiện kiểm soát chất lượng một cách nghiêm ngặt từ khâu đầu đến khâu cuối. Đèn đường LED trước khi xuất xưởng phải trải qua rất nhiều quy trình đánh giá chất lượng như kiểm tra sốc nhiệt, khả năng chịu xung sét, rung sốc, độ kín khít của đèn. Bước đầu thiết bị được lắp thử nghiệm trên tuyến Hùng Vương và các cơ sở văn hóa giáo dục tại xã Bình Phú. Tiếp đó là quốc lộ 60, đường Võ Nguyên Giáp. Tháng 5 năm 2020, quá trình thi công lắp đặt thiết bị bắt đầu được tiến hành đồng loạt. Và đến trung tuần tháng 7 năm 2020, những phần việc cuối cùng của dự án đã hoàn thành. 6.000 đèn LED cùng 90 tủ điều khiển đã được lắp đặt trên 83 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 100 km. Các tủ điều khiển nhận và gửi các dữ liệu hai chiều từ phòng điều khiển giám sát, hệ thống đèn qua mạng thông tin di động GPRS, 3G, 4G và mạng vô tuyến điện nội bộ giữa các đèn. Cái hệ thống chiếu sáng đèn đường thông minh tại thành phố Bến Tre mà công ty Rạng Đông kết hợp với lại hội tự động hóa Việt Nam thực hiện mang rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là đây là tình cảm của người Rạng Đông cũng như là người Việt Nam đối với thành phố Bến Tre, một quê hương có thể nói rằng là rất nhiều các danh sĩ yêu nước và đặc biệt là nữ anh hùng Nguyễn Thị Định. Đây là quê hương đồng khởi của cách mạng Việt Nam. Thứ hai, có thể nói đây là một trong những hệ thống và giải pháp
mở đầu tiên ở tại Việt Nam. Thứ ba, đây là một trong những công trình tâm huyết của cán bộ, công nhân viên Rạng Đông cũng như là các kỹ sư, các nhà khoa học Việt Nam với chất lượng cao nhất và với cái cam kết tốt nhất mà chúng tôi có thể mang đến cho thành phố Bến Tre nói riêng và cho tất cả những hệ thống chiếu sáng tương tự sẽ được lắp đặt ở trên các thành phố khác ở tại Việt Nam. Và thời điểm quan trọng đã đến, ngày 15 tháng 7 năm 2020, hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED, ứng dụng công nghệ IoT, nền tảng xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Bến Tre được vận hành thử nghiệm thành công từ trung tâm giám sát điều hành, được lắp đặt ngay tại tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Phòng điều khiển và giám sát hạ tầng đô thị thông minh thành phố Bến Tre được thiết kế mở, có khả năng kết nối, tích hợp nhiều dịch vụ số, là nền tảng hình thành trung tâm điều hành thông tin tập trung đa nhiệm. Phần mềm quản lý thể hiện dưới dạng bản đồ GIS, xác định vị trí thiết bị và hiển thị trực tiếp trạng thái đèn. Toàn bộ các lịch hoạt động của hệ thống được lập trình sẵn hoặc được tùy biến phù hợp với thực tế. Hệ thống hoạt động liên tục 24/7. Người quản trị có thể dễ dàng tạo lịch trình tắt mở đèn cho mọi lúc. Theo chúng tôi đánh giá, đạt tất cả các tiêu chuẩn của quốc tế, từ thiết bị chiếu sáng và những sử dụng đèn LED chiếu sáng thế hệ thông minh nhất, với các thiết bị chiếu sáng và các cái thiết kế điều khiển thông minh. Chúng tôi cho rằng đây là một cái công trình đạt đến mức độ rất là toàn diện và nó triển khai rộng cho một cả một cái đô thị. Và hy vọng rằng hệ thống này sẽ được coi là hoàn thiện một cách mỹ mãn và trở thành chuyên môn, thành cái biểu tượng để có thể các đô thị khác học tập khi xây dựng các đô thị thông minh ở Việt Nam. Công nghệ này thì nó có những cái ưu điểm, đấy là các cái đèn có thể kết nối với nhau thông qua cái truyền thông RF tầm ngắn và thông tin được truyền về bộ điều khiển trung tâm tại tủ điều khiển, và từ đó thì kết nối với Internet thông qua các mạng 3G, thông tin sẽ được chuyển về phòng điều khiển trung tâm. Và với cách làm như vậy thì hệ thống điều khiển trung tâm có thể giám sát và điều khiển đến từng đèn, thì đấy là một cái công nghệ rất là tốt và phù hợp với Việt Nam. Ngoài ra thì ở các cái đèn, các cái bộ điều khiển tại các đèn thì có tích hợp thêm những cái phần cổng truyền thông và kết nối để có thể kết nối với các những cái sensor để giám sát môi trường trong tương lai. Ngay sau khi hoàn thành lắp đặt và vận hành thử nghiệm thành công, các cán bộ nhân viên phòng quản lý đô thị, công ty công trình đô thị của Bến Tre đã được các kỹ sư của công ty Trạng Đông giới thiệu tổng quan về cấu trúc hệ thống và hướng dẫn thao tác quản trị, vận hành hệ thống chiếu sáng thông minh từ phòng điều khiển và giám sát. Bước tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục hiệu chỉnh hệ thống trước khi chuyển giao cho thành phố Bến Tre quản lý vận hành. Từ cuối năm 2017, người dân thành phố Bến Tre đã từng bước cảm nhận hiệu quả của hệ thống chiếu sáng thông minh. Và giờ đây, ánh sáng thông minh đã hòa vào niềm vui của một đô thị loại 2 trẻ trung, năng động, vừa hoàn thành cả 3 nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2015-2020. Đó là đạt chuẩn đô thị loại 2, đạt chuẩn đô thị văn minh và hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của các ngành cấp trên thì đã thay toàn bộ cái hệ thống đèn LED cho khu phố. Thì phải nói rằng là trước mắt phải nói đối với nhân dân thì người ta rất phấn khởi. Với tác dụng thì phải nói rằng đã tạo nên cái cảnh quan cho thành phố chúng ta, nhất là đối với trong cái địa bàn của khu phố nó có khởi sắc rất nhiều. Nhân dân thì rất là phấn khởi là vì cái tình hình an ninh trật tự thì cũng đảm bảo. Cái đèn LED này là nó sáng hơn hồi đó nhiều. Hồi đó chú đi là chỉ khúc tối khúc sáng, khúc tối khúc sáng, mà bây giờ là nó sáng đều. Chiếu sáng đô thị hiện nay không chỉ là đảm bảo ánh sáng phục vụ hoạt động giao thông, an ninh an toàn, và nó còn hướng tới giá trị thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan và tăng cường tiện nghi thị giác, cũng như làm thay đổi sâu sắc hình ảnh của đô thị. Việc khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng thông minh đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ánh sáng, quy chuẩn về chiếu sáng cùng với các dịch vụ IoT tích hợp có một ý nghĩa to lớn, vừa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, vừa góp phần vào mục tiêu xây dựng thành phố Bến Tre cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030. Với định hướng thành phố thông minh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.